Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Linh Tâm tiết lộ mối quan hệ với vợ cũ, cấm thu sau ly hôn. Ly hôn hơn 15 năm và mỗi người có cuộc sống riêng. Sau nghệ sĩ Linh Tâm chia sẻ ông và Cẩm Thu vẫn xem nhau như tri kỷ, họ vẫn vui vẻ đứng chung sân khấu và được sự ủng hộ của một nửa hiện tại của mình. Nghệ sĩ Linh Tâm và Cẩm Thu từng là cặp đôi diễn ăn khách bậc nhất thị trường cải lương những năm 1980, họ kết hôn năm 1982, có với nhau hai người con Linh Tý và Thu Tâm. Tuy nhiên gắn bó với nhau 30 năm thì nghệ sĩ Linh Tâm và Cẩm Thu quyết định chia tay khiến công chúng tiếc nuối. Hiện tại mỗi người đều có gia đình riêng. Trong khi nghệ sĩ Cẩm Thu hạnh phúc bên chồng doanh nhân, Linh Tâm cũng tìm được tổ ấm nhỏ của riêng mình khi kết hôn cùng một người phụ nữ tại Mỹ. Trong cuộc gặp gỡ và trò chuyện với chúng tôi tại Mỹ, nghệ sĩ Linh Tâm thoải mái trải lòng vì mối quan hệ hiện tại với vợ cũ Cẩm Thu. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng bày tỏ trăn trở vì tình hình cải lương hiện tại. Nghệ sĩ Linh Tâm: tôi thấy mình sống vui và thoải mái. Ở Mỹ mình không giàu mà cũng không nghèo, đủ ăn đủ mặc, đủ sống, có nhà xe. Mình sống ổn định và tinh thần cũng vui vẻ là được. Tôi cũng không gặp áp lực vì kinh tế. Chúng tôi vẫn là người bạn bè tốt. Mình sống với nhau là duyên nợ, hết duyên thì không sống bên nhau nữa. Nhưng quan trọng là phải hiểu nhau. Mình cảm giác giống như một người bạn đời mà mình không thể nào thiếu được. Tôi có những suy nghĩ trăn trở vì những tâm sự với Cẩm Thu. Ngược lại, Cẩm Thu cần gì cũng hỏi tôi. Cẩm Thu đã có gia đình bên Mỹ, chồng cô ấy cũng rất đam mê nghệ thuật cải lương. Tôi thì có phòng thu nên thỉnh thoảng cả hai vợ chồng cô ấy cũng đến chỗ tôi để thu âm. Trong khi đó, tôi cũng có gia đình riêng và bà xã hiện tại của tôi là người ái mộ Cẩm Thu, thậm chí con gái của chúng tôi thân với bà xã hiện tại. Thành ra chúng tôi gặp nhau thật vui vẻ bình thường. Mỗi khi có dịp diễn, chúng tôi vẫn hát chung bình thường. Nghệ sĩ Linh Tâm vừa trở về nước biểu diễn kết hợp thăm gia đình từ đầu năm nay. Do dịch bệnh kéo dài, anh không thể trở về Mỹ đoàn tụ cùng vợ con. Hơn nửa năm qua, anh chủ yếu quanh quẩn trong nhà và phụ chăm con cháu. Nhìn tôi về chứ rất an phận và không đua đòi. Đời sống vật chất dù không dư dả nhưng cũng không quá thiếu thốn. Có quốc tịch Mỹ đã lâu, Linh Tâm trong vài năm gần đây thường xuyên về Việt Nam tái ngộ khán giả. Nam nghệ sĩ cũng vừa trải qua mùa sổ tổ nghề sân khấu trong nước. Anh xúc động khi được hồi ngộ hàn huyên cùng anh em đồng nghiệp sau nhiều năm xa cách. Linh Tâm bộc bạch điều anh tiếc nuối nhất trong quãng thời gian làm nghề là xa khán giả một khoảng thời gian quá lâu. 15 năm qua, anh lựa chọn định cư tại Mỹ cùng gia đình. Linh Tâm bộc bạch điều anh tiếc nuối nhất trong quãng thời gian làm nghề là xa khán giả một thời gian dài. 15 năm anh lựa chọn định cư tại Mỹ cùng gia đình, cuộc sống ổn định nhưng nam nghệ sĩ hối tiếc. Khi quyết định xa quê hương, tôi nghĩ đơn giản là đã nghệ sĩ phải chụp vũ khắp nơi, mình khó lòng quay trở lại. Giá như thế làm lại, tôi chỉ hy vọng mình sống trọn vẹn đời nghệ thuật trên quê hương. Nơi đất khách, Linh Tâm vẫn nuôi dưỡng tình yêu với nghề. Anh tự làm phòng thu riêng tại nhà, luyện giọng mỗi ngày, trao dồi kỹ năng và biểu diễn phục vụ kiều bào. Nam nghệ sĩ báo nghệ sĩ ở nước ngoài vẫn khát khao được hát thật nhiều, tiếc rằng điều kiện kinh tế không cho phép. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.